cho anh em nhé. Đây này tiếp tục ra nguồn clip cho mọi người xem nhé. Để vừa bốc xong gỗ răm nhé. Để bây giờ chuẩn bị xuống đường này xuống nhá. Đường này khá là dốc đấy. Để cắt thế này. Bên này nữa. Đoạn đường mới bên kia là vừa đào. Bên kia là chưa trượt xuống nào. Thank you.
đấy, mình chạy số ghê thật các bác ơi. Thật một phát tưởng là như nào xem cái mình nhận cái số phụ này. Phụ nên là nó bị ép quá hay sao mình đấy. Trường hợp này chưa bị bao giờ ấy. May mà bị chỗ dưới này, dưới chân dốc ấy. Trên nửa dốc kia thì biết làm sao ấy. Phanh thì không ăn mấy nữa.